Hello các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chơi 8 game về trò My Talking Tom. Cho mèo ăn này. Cái gì vậy? Kem bông và cái thạch, ủa không biến hình rồi. Đây là đồ chơi mới của chúng ta. Chôn con lợn. Cũng khá thành công. Chúng ta xem cho ghét chưa gần. Ồ, cái này đấy. Con vịt để bắn. Hai giây. Phêu, phêu, phêu. Sao cho đi tìm giấy vệ sinh nhỉ? Ồ, thế rằng thế này thì cho cái nước này thoát ra này.
Ay, thật. Chúng ta chơi nhé, Brian. Mình đang ở cấp độ 98. Cấp độ rất là cao đấy. Cẩn thận đấy. Thích tương thì bị bắt. Yeah. Mấy mạng thôi. Ôi, mạng này sát thế. Ây à. Cái mạng này sát quá. Túc tiếp là cái gì? Chúng ta đang ở trong công viên. À không, viện bảo tàng. Viện bảo tàng. Đấy, viện bảo tàng nha. Có phục long này. Ô sao bị phát hiện nhỉ? Mình đang ở bài 100. Chỗ này nhà giếc thì toàn màu đỏ này biết. Bot à? À, bot. Chúng ta chơi Pac-Man. Trong cái hòm này có 4 con, 4 con ma. Một con này. Thịt nốt con ngoài này đi. Ui ui, sao con này nhanh thế, nhanh thế. Mày lửa lửa lửa. Anh chăm điểm đi. Bọn nó khôn thật, nhìn thấy mình bắt chuồn này. Trời nhanh không? Tiếp theo.
Mùi ác thế. Đuổi lại một con. Đấy. Ui. Ta vướng à. Fail. Chuyển lại sang Tom Hero. Giật. Trò này mới cho con con răn là có những tự giật này. Mình phải đá bay 27 con. Ui 27 con giống mèo mà. Và đặc biệt là giống mèo phải biết bay. Ôi trời. Tập trung một thứ như tôi chết rồi. Chơi game Zombie Slimy. Sự kiện này sự kiện chiếm một bài. Ta có 11 giọt rồi. Phải ăn 300 đồng tiền màu đỏ cơ.
Chúng ta sang chờ Hotel Run. Let's go. À đúng rồi, và tôi tự nhiên thấy tắt đèn lại tưởng thế nào. Cho nên nhấn cái nút này. Đó, một hai con rắn. Bật vào cái nút phát có cái thang máy đi luôn này. Mấy con rắn này. Trong game này sao lắm rắn thế. Trời. À đây đây. Đuổi đi đây. Chỗ này chơi thơm đây. Trời cho Ben cưỡi. Ben đang cưỡi cái máy hút bụi. Để robot hút bụi. Cho Ginger quét nhà. À. Ngoài này thì đang mưa. Chơi đi. À, biết rồi, đây là những cái mini game. Mini game đặc biệt. Đó. Trong những cái này. Bây giờ thì mình đã hiểu. Có quả bóng này, mình ra đá bóng này. Có Ben nữa, tôm thăm. Đang cho mèo thon ra đá bóng này. Trời ơi. Cái này là bóng vàng. Yourself.